chào buổi sáng cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Hàm Nghi và Cường Để năm xưa, và bây giờ là đường Tôn Đức Thắng đó. Thẳng đối diện chúng ta đó là đường Hàm Nghi, và bên tay trái ta có cái tòa nhà rất là xưa, nhưng mà không biết bây giờ hoạt động như thế nào ha. Nhưng mà bây giờ thì đang đóng cửa rồi. Và với con đường Hàm Nghi này, ngày xưa có rất là nhiều nhà hàng, rồi quán bar, phòng tập tạ, các điểm ăn chơi giải trí rất là nhiều ha. Và đây có một cái cây cầu, đó là cầu Khánh Hội, cây cầu đi qua quận 4, qua đường Trịnh Minh Thế ngày xưa, là bây giờ là Nguyễn Tất Thành đó, đi dọc theo cái con sông, cái cặp kênh Sài Gòn, sông Sài Gòn, thì có cái đây là cái bến cảng, bên kia là cảng Sài Gòn. Chúng ta nhìn xa xa đó là những cái nhà kho, những cái cảng. Nhìn vào đây một xíu, ta thấy đó là quận 2, và kế bên chúng ta đó là một cái con tàu rất là lớn, tàu Elisa, tàu nhà hàng 5 sao ở bến Bạch Đằng ngày nay nè. Thì ngày xưa thì cũng có những con tàu bến nhé để phục vụ các thực khách vào ban đêm, rồi ăn xong rồi mình đi ngắm tàu. Thì hôm nay cuối tuần em dẫn cô chú anh chị chúng ta cùng đi lang thang một vòng ở đường Cường Để này ha, đường Tôn Đức Thắng bến Bạch Đằng ngày nay, để chúng ta xem lại những cái hình ảnh của Sài Gòn ngày hôm nay so với ngày xưa, và nhân qua đó chúng ta cũng cập nhật một số hình ảnh với những cái dịch vụ ở cái bến tàu này, để có dịp chúng ta lại về với Sài Gòn thì chúng ta có một cái những cái chuyến trải nghiệm ở đây. Đây là cổng vô cái nhà hàng. Khi mà mình lên tàu rồi á thì buổi tối nếu mà đầy khách rồi á thì tàu sẽ chở chúng ta đi một vòng ở trên sông Sài Gòn này. Và đây có những cái cano của cảnh sát đường thủy. Mình nhìn thấy tàu 5 sao rất là đẹp ha. Buổi tối lên đèn rất là đẹp. Và ở đây nhìn bên đây chúng ta thấy những cái du khách và những người bán nước ở dọc dọc ở bến Bạch Đằng này. Ở đây rất là mát. Đối với cái bến Bạch Đằng ngày hôm nay thì có cái hai cái điểm để chúng ta đi, đó là đi Vũng Tàu theo cái tàu cao tốc, và đằng kia có một cái bến nữa để chúng ta đi một vòng ở Sài Gòn này thông qua những cái bến Bình An, bến Linh Trung, rồi bến Thanh Đa, Bình Quế. Thì chút xíu nữa chúng ta sẽ đi đi cái bến Bình An nha, đi theo cái bến sông. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn một số hình ảnh ở con đường bên đây là đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Huệ song song với đường Hàm Nghi. Và nơi đây có tòa nhà Vitexco, tòa nhà 68 tầng nè ha. Và nơi đây có rất là nhiều cái khách sạn 5 sao ở khu vực trung tâm Sài Gòn này. Cuối tuần thì buổi tối sẽ cấm xe, và 3 ngày có những cái chương trình sự kiện ngoài trời ở cái phố đi bộ này.
Nhìn qua bên kia thì có cái khách sạn 5 sao Majestic với công trình rất là nguy nga lộng lẫy, rất là xưa ở Sài Gòn này. Và ở bến tàu ngày hôm nay thì cũng có những cái dự án bỏ hoang nè, như công trình này ngày xưa cũng là một cái bến để đi tàu cao tốc đi về Vũng Tàu đó, nhưng bây giờ cũng bỏ hoang nè, chắc chưa sử dụng tới. Ở đây có cái xe quân sự. Sài Gòn hôm nay thì sáng rất là nắng, mà bây giờ thì chuẩn bị trời sắp tối, bầu trời u ám rồi nè, chắc có lẽ xíu nữa sẽ mưa. Sông Sài Gòn ngày nay chúng ta nhìn thấy không còn cảnh rác lục bình trôi như ngày xưa nữa ha, bây giờ cũng rất là sạch rồi. Ngày xưa ở đây là so với em mười mấy năm về trước khi em đặt chân đến cái vùng đất Sài Gòn này, và ngày đó rất là nhiều lục bình rác. Rồi chúng ta đi tiếp nha một đoạn nữa, rồi chúng ta sẽ kết thúc video này và chúng ta sẽ lên bến sông để đi đến cái bến Bình An. Ở đây có quán cà phê để khi mà mình ra đây mình ngắm tàu, ngắm sông, ngắm mây, ngắm trời, chúng ta ngồi uống cà phê hóng gió và cặp theo cái bến Bạch Đằng này cũng có rất là nhiều người, nơi của rất là nhiều người mưu sinh ở đây để bán nước rồi làm việc. Nhìn xa xa bên kia chúng ta thấy bên quận 2, quận 2 ngày nay rất là phát triển ha, với những cái building, với những cái biệt thự rất là nhiều, nhưng mà đâu đó thì cũng còn có những cái hình ảnh rất là đơn sơ, với những cái xóm lao động, xóm chài cá, bắt cá ở cặp cái con sông Sài Gòn này ở bên khu vực quận 2 kia. Nghe tiếng sóng vỗ và lại nhớ đến Sài Gòn, những cái hình ảnh của nhiều năm về trước. Rồi ta tiếp tục nha. Thì thông qua những cái video em cũng nhận lại rất là nhiều comment yêu cầu chia sẻ của các anh chị và các bạn, những yêu cầu tìm địa chỉ đi đến nhà, rồi hỏi thăm tin tức. Thì cô chú anh chị yên tâm ha, em cũng có note lại tất cả những cái comment đó và em sẽ thực hiện lần lượt, cố gắng trong thời gian sớm nhất. Từ vì ngoài cái thời gian đi quay video này, em cũng có công việc khác ha, rồi thành ra mỗi ngày dành ra dành một tiếng, hai tiếng để chia sẻ tình yêu của em đối với quý vị và các bạn trong kênh YouTube này, nơi chia sẻ những cái kỷ niệm, những cái hình ảnh của Sài Gòn ngày nay, những cái quán ăn, những cái khách sạn, những cái
nhà cho thuê khi mà các anh chị có dịp về đến Sài Gòn, thì chúng ta cũng có những cái hình ảnh để mình cập nhật. Mặc dù những cái mạng này chỉ là mạng ảo thôi, nhưng mà với tình yêu đối với những cái video này thì cũng không thể nào quên được những comment đó ha. Và đây chúng ta thấy cây cổ thụ này bị lật do gió đó. Và cây này không phải là mọc ở đây mà là người ta trồng đó, trồng đó, thành ra cái gốc cái nó không có bám sâu được nên thành ra gió thì quật ngã. Và đối với con đường Cường Để ngày hôm nay thì xe cộ lưu thông rất là đông. Theo thẳng hướng này thì chúng ta sẽ đi đến cái hãng tàu Ba Son, khu nhà Triệu Đô, rồi đường Nguyễn Hữu Cảnh đi ra cầu Sài Gòn. Cho thấy con đường này cũng trở nên một phần của huyết mạch Sài Gòn đi ra vùng ven. Ở đây có cái bến đi Vũng Tàu nè, tàu cao tốc. Phòng vé booking office. Ta ra tàu cao tốc, bến tàu cao tốc đi Vũng Tàu ngoài kia. Và chúng ta nhìn qua đây có khách sạn Liberty, và kế bên thì có cái khách sạn Renaissance. Hôm bữa thì em có đi cái thử cái món ăn buffet ở dưới cái khách sạn này, buffet kitchen, buffet kitchen. Thì ở đây nói chung là theo cảm nhận riêng thì cũng được sang trọng, và cái không gian sạch sẽ thoáng mát so với cái giá 1.380.000 thì cũng xứng đáng nếu mà chúng ta lâu lâu đi một lần. Lâu lâu đi một lần cho biết thôi, chứ thực ra nếu mà chúng ta ăn hết 1.300.000 đó thì không thể nào hết được. Một số hình ảnh chia sẻ với các anh chị và các bạn ở cái bến Bạch Đằng này, và chúng ta sẽ tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video sau, và đừng quên nhấn đăng ký để ký kênh và nhấn hình cái chuông ngày hôm nay để chúng ta có xem tiếp theo những cái video của ngày mai. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video sau nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi bến Bạch Đằng nha, bến bến sông.